Thì chương này mình sẽ học về mình sẽ có tổng cộng là 4 lạc, có mình sẽ nghiên cứu 4 phần. Mình sẽ có 4 phần. Thì trong 4 phần đấy thì hôm nay chúng ta chỉ làm rõ một nửa của cái phần 1 thôi. Một La Mã. Là chúng ta học về định nghĩa đồng đẳng đồng phân và danh pháp, định nghĩa đồng đẳng đồng phân và danh pháp. Thì hôm nay chúng ta chỉ học cái phần này thôi này. Hôm nay chúng ta chỉ học định nghĩa này, đồng đẳng này và đồng phân rồi nha. Ok, get go, chiến đấu thôi. Mình sẽ có một nhỏ về định nghĩa, một nhỏ về định nghĩa. Thầy sẽ không dạy như sách giáo khoa đâu, sách giáo khoa định nghĩa hàm thụ lắm. Sách giáo khoa người ta định nghĩa là este là hợp chất hữu cơ được tạo bởi khi và khi mà thay thế cái nhóm OH của chức COH carboxylic của axit carboxylic, đấy chưa, bởi nhóm thế OR phải thì thu được este. Thì cái đấy thì chỉ là tầm giáo viên mới cần thuộc, đâu bọn em không cần thuộc, bọn em chỉ cần nắm cái này thôi. Thầy ký hiệu cho các em nhìn nhá. Định nghĩa este là khi thay thế này nhóm OH của chức COOH bởi nhóm OR phải thì thu được este. Thế cho đơn giản. Vậy thì suy ra mình sẽ có công thức tổng quát đơn giản nhất của một este. Đấy, thì nó sẽ có dạng là R. Công thức tổng quát đơn giản nhất của một anh este nó sẽ có dạng là R COOR phải. Đây là công thức tổng quát của anh este đơn chức. Được chưa? R COOR phải. Định nghĩa mình chỉ cần nắm vậy. Đấy, thay thế nhóm OH của chức COH bởi nhóm OR phải thì thu được este. Đây, mình biểu diễn nhỏ hơn tí đây. R thì ghi cho chúng ta hiểu. Đây nhá, C này nối đôi O này. OH này, đây thay thế cái thằng này. Vứt ra. Thay thế bởi OR phải. Chui vào. Đấy, thì được anh A sẽ. Thế vậy. Thế thì cái định nghĩa này có vai trò gì? Cái định nghĩa này nó có vai trò là nó sẽ giúp chúng ta đi nhận biết được đâu là chức của este. Đây, chức este này. Đấy, chức este là chức COO. Vậy bất kỳ một chất nào mà chứa cái chức COO này thì nó được gọi là este. Và cấu trúc của một anh este đơn giản. Cấu trúc của một anh este đơn giản nó sẽ là R C nối đôi O O R phải. Đây là cấu trúc của một anh este đơn giản chúng ta thường gặp nha. Đây là cấu trúc của một anh este đơn giản chúng ta hay gặp. Đấy chưa? Ok chưa? Đấy nhá. Chúng ta nắm được như vậy. Ok. Đây phải định nghĩa. Định nghĩa ta cần nắm vậy thôi các em ạ. Mình không cần phải thuộc chữ nhiều đâu. Bản chất của định nghĩa này là để chúng ta gặp được bọn este thì chúng ta xác định được đâu là este. Vậy thôi. Hai nhỏ phân loại. Hai nhỏ phân loại. Phân loại. Thì este thì nó thường hay phân loại theo hai cái kiểu. Thứ nhất là theo cái số lượng chức. A nhỏ là theo số lượng nhóm chức. Theo số lượng nhóm chức. Theo số lượng nhóm chức. Thì nó chia thành hai loại. Thứ nhất là este đơn chức. Đơn chức. Đơn chức là nó chỉ có một nhóm CO này này. Thì gọi este đơn chức. R, COO, R phải. Nó chỉ có một nhóm CO này thôi. Thứ hai là este đa chức. Đa chức là có hai nhóm CO trở lên. Ví dụ như R, COO này. COO này, R phẩy này, R phẩy này, hoặc là R này, COO này, CH2 này, CH2 này, R này, COO này. Đấy, thì đúng, nó có hai chức CO này thì nó gọi là đa chức. Đấy chưa? Đặc biệt có cả este ba chức. Ví dụ như
R1 COO CH2, R2 COO CH, R3 COO CH2. Đấy. Thế nhưng mà đây là thầy chỉ giới thiệu cho các em biết thôi, các em đừng hoang mang nhé. Cái này mình giới thiệu biết, sau các em học các em sẽ biết hết. Được chưa? B nhỏ, cái chỗ phần này phần giới thiệu. B nhỏ là theo gốc. Được chưa? Theo gốc thì mình sẽ có Sten no. Ví dụ như CH3 COO CH3 H COO CH5. Đấy. Este no là ở bên trong gốc của nó không chứa nối đôi CC. Este không no. Ví dụ như CH2 nối đôi CH COO CH3 hoặc H COO CH nối đôi CH2. Thì cái này các em chỉ cần ghi vào thôi nhé. Chưa cần hiểu, mấy cái này chưa cần hiểu. Ghi lại cho đủ thôi. Được chưa? Ghi lại cho đủ ấy mà. Sau này mình gặp nhiều mình tự phân biệt được. Và cuối cùng là este thơm. Ví dụ như H chứa vòng benzen đó, HCOO C6H5 hoặc C6H5 COO CH3. Đấy, đấy là về phần phân loại. Phần phân loại này không quan trọng lắm nhá. Phần phân loại này không quan trọng lắm, các em chỉ cần ghi vào vở thôi nhá. Không cần phải nắm quá kỹ phần phân loại. Cái quan trọng đây này là cái ba nhỏ đây này. Đồng đẳng này này. Cái này mới quan trọng. Có bạn nào còn nhớ về định nghĩa của đồng đẳng không ạ? Định nghĩa đồng đẳng là gì ạ? Anh em còn nhớ định nghĩa đồng đẳng không? Đồng đẳng định nghĩa là gì? Đồng đẳng là tập hợp tất cả các hợp chất hữu cơ, đúng không ạ? Hơn kém nhau một hay nhiều nhóm xe hai, nhưng cấu trúc tương đồng nhau. Được không? Đây là định nghĩa đồng đẳng nhá. Vậy trong này mình học đồng đẳng để làm gì? Mình sẽ đi xây dựng công thức tổng quát của este. Xây dựng công thức tổng quát của este. Và chúng ta chuẩn bị vào phần mà từ nay về sau chúng ta sẽ đỉnh cao ở phần này nhá. Những bạn mà học rồi không có cái này thì sẽ xếp sau các em. Thứ nhất là este no đơn hở, thầy sẽ cố gắng nói chậm để chúng ta nắm được. Và thầy sẽ làm ví dụ cho ta cái này nhé. Thế thì bây giờ này cứ este là có dạng là R này, C này, nối đôi O này, O này, R phải mình làm thế đi đã. Đấy là te đơn chức. Đúng chưa? Thế thì cái từ no này này, cái từ no này là muốn nói lên cái gì? Muốn nói là gốc R và gốc R phải ở đây là no. Thế thì gốc R và gốc R phải ở đây no có nghĩa là gì? Trong phân tử của R và R phải không có liên kết pi. Đấy chưa? Có nghĩa là no là không pi. Không pi ở cái gốc này thôi nhá. Chứ còn trong cái chức, trong chức este các em nhìn thấy không ạ? Thì lúc nào nó chả có một pi CO và hai oxy. Đúng chưa? Vậy này, cái đơn chức là muốn nói lên có một chức CO. Và một chức CO này thì có một pi và hai oxy. Cái hở này đa số mình học rồi. Vậy mình có thể suy ra cái anh este no đơn hở này của mình. Cái anh este no đơn hở này của mình tổng quát lại thì nó sẽ chỉ có bao nhiêu ạ? Suy ra. Nó chỉ có cộng lại đi ạ. Suy ra. Nó có là 0 pi cộng 1 pi là 1 pi và 2 oxy. Đúng chưa? Thế bây giờ cho các em cho thầy hỏi nhá. 1 pi này thì giống với hydrocarbon nào có 1 pi? Ăn can hay ăn ken hay ăn kim hay ăn cadien ạ? À? Hydrocarbon nào có 1 pi? Anh em cùng comment xuống đi nào. Thầy hướng dẫn chúng ta cách tư duy nhé. Quan trọng nhất của hóa học, đặc biệt nhất của cái khóa học này là chúng ta học cách tư duy về hóa chứ không phải là học thuộc hóa.
Đây là khoa học đặc biệt nhất về mặt lý thuyết, có thể giúp cho chúng ta khoanh đúng 24 câu lý thuyết thì chúng ta phải xây dựng từ đầu. Ok, chính xác, Anken. Thế vậy này, thầy hỏi tiếp này. Công thức tổng quát của Anken là gì? Thầy đang dạy chúng ta đang rắp nối những cái tư duy mẩu 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 nhỏ lại với nhau nhá. Các bạn cố gắng cùng comment xuống phía dưới để mình nhớ kiến thức. Hiểu không ạ? Mình dám ghi, mình dám nói ở bên trong này là một lần mình dám thể hiện bản thân và mình dám nhớ kiến thức. Và như thế thì học mới hiệu quả nhất được. Ok không? Nào, nào, nào. Công thức tổng quát của Anken là gì? Ok, chính xác. CNH2N. Anken đó các em. Vậy, CNH2N nhá, có một pi hai nữa. Thêm 2 oxy này, nó là O2. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy không? Vậy suy ra này, ethanol đơn hợ là CNH2NO2. Và những cái chỗ mà thầy ghi cái bút bút mực màu xanh ấy là những cái chữ mà chúng ta sẽ tư duy trong đầu. Tư duy trong đầu thì ghi màu xanh. Ok chưa? Hiểu không? Xịn chưa? Sau này cứ ethanol đơn hợ là CNH2N cộng 2, bởi vì nó có một pi giống Anken, chứ không phải là bởi vì mình học thuộc. Rất nhiều đứa không học thầy là bởi vì nhớ được công thức này là vì học thuộc. Không tin em cứ hỏi các anh chị lớp 12 và các bạn của em xem. Làm sao mày nhớ được này? Em bảo tao không biết. Tao không biết. Cô giáo bảo này tao bảo làm thế. Tao biết, tao không biết. Không biết tại cấu trúc. Bây giờ tiếp tục. Bây giờ tiếp tục nhá. Chúng ta đã là người xây dựng được thì bây giờ chúng ta phải xây dựng được, tập luyện tập cho nó thành thần luôn. Và tiếp tục nhá. Este. Các em xây dựng thầy este này. No này. Hai chức này. Hở này. Nào các bạn cùng xây dựng cho thầy công thức tổng quát của este, no, hai chức, hở và comment đáp án xuống phía dưới cho thầy xem nào. Bây giờ thầy sẽ để yên để làm được cái này á thì chúng ta phải trả lời được một số các câu hỏi sau. Thứ nhất là este, no, hai chức, hở có bao nhiêu liên kết pi. Các bạn có thể comment cho thầy. Este, no, hai chức, hở có bao nhiêu liên kết pi? Mình học hóa mình đề cao cái việc hiểu lên bên trên nhá. Cái việc hiểu hóa xong ấy rồi chúng ta làm bài tập nó dễ, nó đơn giản. Ethanol 2 trước họ có bao nhiêu liên kết pi ạ? Nào thầy chờ đợi đáp án từ các em. Bao nhiêu pi? Ủa anh em gà thế. Ok, chính xác. Luôn công thức tổng quát luôn, sợ quá nhỉ. Nào, các bạn cùng tư duy logic cùng thầy nhá. Các bạn cùng tư duy logic cùng thầy này. No là không pi. Đúng không? Một chức là một pi và một oxy và hai oxy. Vậy hai chức là nó sẽ có hai pi và bốn oxy. Đúng không? Vậy suy ra tổng tổng của tất cả bọn này thì suy ra nó sẽ có mấy pi? Không pi cộng 2 pi bằng 2 pi và 4 oxy. Đúng không ạ? 2 pi thì giống hydrocarbon nào? 2 pi thì giống hydrocarbon nào các em? 2 pi thì giống hydrocarbon nào? Hydrocarbon nào cũng có 2 pi, ancan hay anken hay ankin hay ancadien hay benzen. Anh nào cũng có 2 pi ạ. Đấy. Ankin. Đúng không em? Và công thức tổng quát của ankin là gì? Công thức tổng quát của ankin là gì? Công thức tổng quát của ankin đó là CnH2n trừ 2 đúng không? Và bây giờ mình thêm mấy oxy? 4 oxy thành O4. Các bạn thấy xịn chưa? Các bạn thấy xịn chưa? Dã man không? Kinh điển không? Tiếp nhá. Sẵn sàng chưa? Tiếp nhá. Bây giờ các bạn lại đi xây dựng cho thầy công thức tổng quát của anh. Este no 3 chức. Họ. Nào.
cả lớp cùng xây dựng và comment để đáp án ST no 3 trước họ thì công thức tổng quát là gì? ST no 3 trước họ nhé, thì công thức tổng quát là gì? À, hôm nay cho anh em comment đáp án thì ST no 3 trước họ công thức tổng quát là gì? No 3 trước nhá. Chưa thấy bạn nào comment. ST no 3 trước họ, anh em đâu rồi? Ok, ủa rồi đây này. Rất tốt. Trần Anh Nhật Quang rất chính xác. Phạm Đức chính xác. Bình Nguyễn chính xác. Nào các bạn khác nữa, các bạn khác nữa đâu, các bạn khác nữa. 6P chính xác, 6 oxy chính xác cũng đạt, rất tốt. Đấy, nó phải như thế chứ. Hôm nay thầy dạy chúng ta được cách tư duy đúng không? Tư duy cực xịn luôn nhỉ. Ở đây mình có nha. No. No là không pi, đúng không? No là không pi. Ba chức là bao nhiêu pi? 3 pi và 6 oxy. Vậy suy ra anh este này của chúng ta nó tổng là 3 pi và 6 oxy. Vậy mình sẽ có là CnH2n trừ mấy ạ? Trừ 4 O6. Xịn chưa? Quá xịn, đúng không? Ok. Anh em nào, ST không no một nối đôi CC đơn hở. Rất là đơn giản thôi. Không no. Yeah. Không no một nối đôi CC nên nó sẽ có một pi. Đơn chức thì nó cũng sẽ có một pi và 2 oxy. Đúng không ạ? Vậy bây giờ mình sẽ suy ra. Bây giờ suy ra. Anh này thì nó sẽ có tổng lại 1 pi cộng 1 pi là bằng 2 pi và 2 oxy. Nên mình suy ra công thức tổng quát 2 pi thì giống với là ankin đúng không? Ankin CnH2n trừ 2 O2. Ok chưa? CnH2n trừ 2 O2 các em nhá. CnH2n trừ 2 O2. Este không no một nối đôi CC 2 chức họ. Nào anh em thử comment xem nó là gì. ST không no một nối đôi CC nhưng mà ở đây lại là 2 chức. Thế mới căng. Đây mình có nhá. Không no một nối đôi CC
không no một nối đôi CC. Thì ở đây mình có một pi này. Hai chức thì mình sẽ có là 2pi 4 oxy. Vậy ở đây mình sẽ suy ra, anh này, mình sẽ có tổng quát là 1pi cộng 2pi bằng 3pi và có 4 oxy. 3pi và có 4 oxy thì mình sẽ suy ra công thức tổng quát nó là CN H2N trừ mấy các em? Trừ 4 O4. Xịn chưa? Ok nhá. Xịn nhá. Thấy đã dạy cái gì thì phải dạy đến xịn đi thôi. Trên này là những cái thằng hay thi đấy các em ạ. Thầy đang sắp xếp theo cái thứ tự là ít thi dần đấy. Cuối cùng của bọn này. Cuối cùng của bọn này. Cuối cùng của bọn này. Là xác định công thức tổng quát của este không no chứa một liên kết 3 đơn chức hả. Nè, xây dựng công thức tổng quát của este không no chứa một liên kết 3 đơn chức hả. Lưu ý nha, ở đây là este không no chứa một liên kết 3 nào. Và các bạn cùng làm với thầy nhá. Một nối đôi, một nối 3 vậy là 2pi này. Đơn chức là 1pi này. Và 2 oxy này. Vậy suy ra này. Nó có 3pi. 3pi là CN H2N trừ 4. Ô mấy ạ? Ô 2 thôi, tại vì chỉ có 2 oxy đơn chức mà. Được chưa? Các bạn nhớ nhá. Nhớ kỹ vậy nhá. Chưa xong ạ. Đây là xây dựng công thức tổng quát của este để xử lý bài tập cháy. Mình còn một cái việc để đi xây dựng công thức tổng quát của este để trong các bài tập phản ứng hóa học định chức. Đây thầy lấy ví dụ. Mình sang cái phần khác. Đó là bây giờ mình phải đi làm. Este, xác định công thức tổng quát của este. Xây dựng công thức tổng quát của este được tạo bởi acid đơn chức R1COOH và ancol đơn chức R2OH. Đấy. Thế thì cái này quá đơn giản. Este được tạo bởi từ axit đơn chức và ancol đơn chức thì chắc chắn công thức tổng quát của nó sẽ là R1COOR2. Thì cái này dễ. Bởi vì cái này chúng ta gặp rất rất nhiều lần rồi. Không có gì là quá khó khăn cả. Thế nhưng bây giờ này, este được tạo bởi từ axit hai chức R1COOH hai lần và ancol đơn chức R2OH. Công thức là gì? Đấy. Sau này hoàn toàn có những bài nó ra những cái câu hỏi là đây, STX được tạo bởi từ axit hai chức và ancol đơn chức thì chúng ta phải nắm được công thức tổng quát của nó là gì. Nếu mình có nắm được mình còn giải. Đúng không các em? Thế nên thầy mới đề cao cái việc học, chúng ta học về mặt bản chất. Nó là ở đây. Nhá. Nó là ở đây này. Thế thì mình quay trở lại đây, các em non thầy hướng dẫn. Este được tạo bởi từ axit hai chức và ancol đơn chức thì nó sẽ có dạng này. R1 này, COO R2 COO R2, hay mình có thể viết gọn lại thành là R1 COO R2 tất cả hai lần. Đấy chưa?
Các bạn nắm rõ chưa? Ok chưa? Đấy, rất tốt. Thế bây giờ lại tiếp. Lại tiếp nhé, các bạn làm tiếp với thầy nhé. Thế bây giờ ST được tạo bởi từ axit đơn chức. Axit đơn chức R1COOH và ancol hai chức R2OH hai lần. Nào, đó, vậy các bạn thử comment cho thầy xem là công thức của este được tạo bởi từ hai thành phần trên là gì. R1COO R2COO R2 hay có thể được viết dưới dạng là R1COO hai lần R2. Ok chưa? Ok nhá. Thêm cái anh cuối cùng trong cái phần xây dựng dãy đồng đẳng này. Thêm cái anh cuối cùng trong phần xây dựng dãy đồng đẳng này. Thêm anh cuối cùng nhá, các bạn cùng nhìn nhá, anh cuối cùng trong xây dựng dãy đồng đẳng là este được tạo bởi từ axit đơn chức R1COOH và ancol ba chức R2OH tất cả ba lần. Nào, nốt anh này. Nốt anh này rồi mình sang phần đồng phân ạ. Có mỗi anh này thôi ạ. Các bạn có thể comment cho thầy xem là anh este được tạo bởi từ axit đơn chức và ancol đơn chức và ancol ba chức thì công thức tổng quát đó là gì? Este tạo bởi axit đơn chức R1COH và R2 và R2OH tất cả ba lần thì nó có công thức là gì? R1COO được chưa? R2COO được chưa? R3COO được chưa? À đây là toàn là R1 thôi. Đây toàn R1 thôi. Đây toàn R1 thôi. R1 đúng không ạ? R2. Đây là công thức của chúng ta nhá. Và mình có thể viết nó tương đương với là R1COO tất cả 3 lần R2. Ok chưa? Đấy. Và thầy xin phép là thầy kết thúc cái phần đồng đẳng tại đây. Và qua cái phần đồng đẳng này, thầy đã xây dựng được cho chúng ta cái cách tư duy để xây dựng được công thức tổng quát. Nếu đề bài cho mình về cấu trúc, đấy, rồi cấu trúc giống kiểu là no, đơn, hở, thì mình sẽ suy được công thức tổng quát. Mà nếu đề bài cho mình theo kiểu là tạo bởi từ phản ứng este hóa của anh axit như thế nào, anh ancol như thế nào, thì mình cũng xây dựng được công thức của este. Đấy là cái chất của cái đồng đẳng. Dĩ nhiên là những bạn nào mà học chỉ lấy 7 điểm thì các bạn ấy chỉ cần học mỗi cái anh này thôi, anh đầu tiên này thôi. Còn lại mình học với mục tiêu 9 cộng nhá. Nên là mình sẽ phải học hết. Mà học hết này không phải là thuộc hết, mà chúng ta phải tư duy được. Cái quan trọng của việc học hóa đấy là tư duy. Ok nhá. Đấy là thầy xin phép chúng ta là xong về cái phần 3 nhỏ đồng đẳng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, phần 4 nhỏ, phần đồng phần. 4 nhỏ đồng phần. Như lúc nãy chúng ta đã chia dạng với nhau thì đồng phân của este của chúng ta thì như các em nhìn thấy thì nó sẽ có 3 cái loại chính. Cái loại thứ nhất là đi tìm đồng phân este đơn chức. Cái loại thứ hai là tìm đồng phân este đa chức.
Cái loại khó nhất là tìm đồng phân ST tạp chức. Thì cái tạp chức thì lâu nay không thi rồi nên mình bỏ nhé. Mình chỉ trọng tâm vào hai cái thôi. Đấy là tìm đồng phân ST đơn chức và tìm đồng phân ST đa chức. Cái thằng tạp chức thì thầy lấy ví dụ thôi. Thế thì trong buổi ngày hôm nay, thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta về tìm đồng phân ST đơn chức trước nhé. Tạp chức để buổi sau học cùng với danh pháp. Ok nhá, sẵn sàng nhá. Vậy trong đồng phân này mình sẽ xét đầu tiên A nhỏ là đồng phân đơn chức. Thế đồng phân đơn chức của ST nó sẽ có dạng gì? Thì nó sẽ có dạng là ST đơn chức. Đơn chức thì nó sẽ có dạng là R1 COO R2. Cấu trúc của nó là R1 C nối đôi O O R2. Được không ạ? Và chúng ta nhìn thế này, chúng ta sẽ tư duy được một điều rằng là anh ST này không có trục đối xứng. Có nghĩa là R1 và R2 đổi chỗ với nhau không tạo thành chất mới. Đấy, mình có một cái chú ý. Thứ nhất là R1 không đối xứng thì R1 và R2 đổi chỗ thì tạo thành chất mới chứ. Đổi chỗ thì tạo thành chất mới. Tạo thành chất mới. Ví dụ CH3 COO C2H5 thì nó khác hoàn toàn anh đổi chỗ nhau này. CH5 COO CH3, các em nhìn thấy không? Đấy, thay đổi chỗ thằng CH3 cho C2H5 là nó đã tạo thành chất mới rồi chứ nó không còn là cái chất cũ nữa. Cái này để chứng minh rằng là R1 và R2 đổi chỗ với nhau thì tạo thành chất mới. Đúng không? Nó khác so với những gì mình học buổi trước ạ, nó khác thằng ete. Nó khác thằng ceton, bởi vì thằng ete và thằng ceton mà đổi chỗ R1 với R2 thì nó không tạo thành chất mới. Thằng ete này nó khác. Được chưa? Bởi vì thằng ete và thằng ceton nó có trục đối xứng. Đây thằng ete đây. R1 O R2 có trục đối xứng. Thằng ceton R1 CO R2 cũng có trục đối xứng. Nhưng ete không có trục đối xứng. Đấy chưa? Các bạn hiểu chưa? Cái điều kiện thứ hai là R1 này phải lớn bằng 0. Các em nhớ không? Anh axit nhỏ nhất là anh HCOH. Và với HCOH thì H nó không có carbon. Đúng không? Thế còn cái đầu của đầu ancol này thì R2 này bắt buộc phải lớn bằng 1. Thầy ghi như vậy là các em biết rồi đấy. Là phương pháp tìm đồng phân của thằng ST đơn chức này. Nhá. Phương pháp xác định đồng phân của ST đơn chức là chúng ta sử dụng phương pháp 3 4 5. 3 4 5 bao nhiêu ạ? 2 4 8. 2 4 8. Ok chưa? Mình sử dụng phương pháp này nhá. 3 4 5 2 4 8. Ok. Bước 1 là mình phân tích thành tổng các số hạng. Bước 2 áp dụng 3, 4, 5, 2, 4, 8 vào giải. Rất dễ. Chúng ta vào ví dụ luôn nhé. Vào ví dụ vào việc luôn. Ví dụ số 1 C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân ST. Rồi, các bạn thử giải xem nào. Các bạn cứ thử giải đi, các bạn cứ thử nháp đi, các bạn cứ mạnh dạn comment đáp án đi. Sau đó thầy mới chữa. Các bạn cùng làm thử xem nhá. Đây ạ, các bạn tập trung vào đây để ý. Anh ST này thứ nhất là O2 này là đơn chức này. Vậy thì nó sẽ có dạng gì? Nó sẽ có dạng là R1 COOR2 đúng không? Và ở đây thầy sẽ có là R1 cộng R2 bằng mấy nhỉ? R1 cộng R2 bằng mấy các em? 5 bỏ đi 1 carbon thì còn 4. Đấy chưa? Do R1 lớn bằng 0 nên mình sẽ có phân tích thành tổng các số hạng 0 cộng 4
1 cộng 3, 2 cộng 2. Các bạn có nhớ cái chú ý này không? Đây này, đổi chỗ thì tạo thành chất mới, có nghĩa là được quyền đổi chỗ. Vậy mình sẽ có là 3 cộng 1, không có 4 cộng 0. Được chưa ạ? Vậy giờ mình đọc nhé. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Nào cả lớp cùng đọc với thầy. Nào. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1 mà thôi. Vậy này. 1, 1, 1, 1, 1, 3 có 2, 4 có 4. 1 nhân 4 bằng 4. 1 nhân 2 bằng 2. 1 nhân 1 bằng 1. 2 nhân 1 bằng 2. 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 bằng 9. Được chưa? Có nhiều bạn comment 8 là bởi vì các bạn làm theo công thức. Các bạn comment 8 là làm theo công thức. Thì làm theo công thức là chết ở câu này mà. Anh em hiểu không? Nếu hiểu thả tim thầy nhá. Xịn chưa? Phương pháp này xịn không? Thế là chỉ bằng một phương pháp duy nhất. Tìm được phân ăn côn. Đúng. Ete. Anhít. Axit. Hôm nay este. Mới nữa. Amin. Còn phương pháp nào kinh dị hơn? Ở các em. Còn phương pháp nào kinh dị hơn? Ok không? Anh em hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Mai đây là thầy giảng giải các em hiểu chứ còn sau này các em nhẩm trong đầu ra là đáp án. Như bao nhiêu bạn học sinh của thầy. Nhẩm trong đầu sẽ ra đáp án. Ví dụ số 2. C4 H8 O2 có bao nhiêu đồng phân este. Anh em chiếm lấy nó đi. Chiếm lấy nó đi. Nhanh lên xem nào. 8O2 có bao nhiêu đồng phân este. Ok em ơi, bây giờ mình làm nhanh hơn nhé. R1 cộng R2 bằng mấy? Bằng 3 đúng không? Đây này. 3 bằng 0 cộng 3. Tôi muốn dạy các bạn cái này cơ. 1 cộng 2. 2 cộng 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. 3 có 2, 1, 1. 1 nhân 2 bằng 2, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1. Kết quả bằng 4. Xịn chưa? Xịn chưa? Đây, ví dụ số 3. Là câu này trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2022, câu này vừa thi xong. C3 H6 O2 có bao nhiêu đồng phân este. Chiếm lấy nó cho thầy. Chiếm lấy nó cho thầy. Ăn thịt nó. Chiếm lấy nó cho thầy cho thầy. Bao nhiêu? Đây mình có R1 cộng R2 bằng mấy ạ? Bằng 2 thôi. Vậy 2 mình là bằng 0 cộng 2 1 cộng 1. Đúng không ạ? 0, 1, 2 chỉ có 1. 1, 1, 1. 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 1 bằng 1. 1 cộng 1 thì bằng 2. Vậy có 2 phần este. Ok nhá. Mình sang ví dụ số 4. Ví dụ số 4. Bây giờ câu hỏi của thầy là C3 H6 O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Ôi dê. Bây giờ câu hỏi của tôi là bao nhiêu đồng phân đơn chức các anh em ạ? C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Nào, thì chúng ta cần phải lưu ý thế này. Chúng ta cần phải lưu ý thế này. Là với bất kỳ những cái dạng. Đây cái lưu ý thì mình ghi bút đỏ. Những cái chất mà có dạng là CN H2N O2 á mà hỏi về đồng phân đơn chức. Hỏi về đồng phân đơn chức thì ngay lập tức là mình phải nghĩ đến hai loại, một loại đồng phân axit và một loại đồng phân neste, các bạn nhớ chưa? Cứ bao giờ hỏi cái từ đồng phân đơn chức thì phải nhớ đến cho thầy là đồng phân axit
và đồng phân este nhá. Đơn trước thì phải nhớ cho anh acid và este. Vậy này, vậy này, suy ra này, ở cái bài này đề bài hỏi bao nhiêu đồng phân đơn trước thì tương ứng với bao nhiêu đồng phân acid và bao nhiêu đồng phân este. Vậy đồng phân acid của C3SO2 thì mình đưa về dạng là C2H5COOH. Thì CH5COOH thì nó chỉ có mấy thôi? 3, 4, 5, 2, 4, 8. Đúng chưa? 0, 1, 2 chỉ có 1. Vậy 1 đồng phân acid. Về đồng phân este thì mình sẽ có là gì ạ? 2 bằng 0 cộng 2, 1 cộng 1, 0, 1, 2 đều chỉ có 1, 1, 1, 1. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy là có 2 đồng phân este. Vậy cộng tổng lại thì 1 đồng phân acid cộng 2 đồng phân este là mình tổng cộng có 3 đồng phân đơn chức, các bạn hiểu chưa? Đấy thì cái chỗ này nó chỉ hay hay lừa kiểu vậy thôi. Thì chúng ta cứ nắm được cái phương pháp giải là chúng ta làm được hết. Được không ạ? Mình sang ví dụ số 5. Bởi vì là các bạn nắm được 3, 4, 5, 2, 4, 8 rồi nên là mình học cái đồng phân này nó mới nhanh như vậy đấy. Tất cả mọi thứ nhá, ban đầu thầy sẽ làm cực chậm, cực cơ bản nếu ta nắm được. Rồi sau dần dần mình mới làm nhanh. Và đến lúc đấy nhá, các bạn sẽ làm nhanh một tốc độ các bạn không ngờ luôn. Các bạn học với thầy 2 tháng nữa, các bạn sẽ làm bài tập môn hóa với tốc độ mà các bạn nhanh không ngờ luôn. Và nó nằm ở trong đầu các bạn chứ không phải là các bạn thuộc. Nó là những cái kỹ năng nó thuộc về các bạn. Nó thuộc về chính bản thân các em. Và thầy muốn làm cái điều đấy với các em. Bây giờ thầy bật câu hỏi C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức. Các bạn làm nhanh nhé. Các bạn làm nhanh và thật xịn lên cho thầy xem nào. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Bao nhiêu đồng phân đơn chức, đúng không? Hỏi từ đơn chức thì tương đương với việc là bao nhiêu đồng phân acid và bao nhiêu đồng phân este. Thì acid thì mình đưa về là C3H7COOH. Mình đọc ạ. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Đúng không? Vậy mình sẽ có 2 đồng phân acid. Este thì mình sẽ có R1 cộng R2 bằng 3. 3 bằng 0 cộng 3. 1 cộng 2. 2 cộng 1. 0, 1, 2 mình chỉ có 1, 1, 1, 1, 1. 3 mình có 2. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy tổng cộng mình sẽ có 2 cộng với 4 bằng 6 đồng phân đơn chức. Ok các bạn hiểu chứ? Ok các bạn hiểu nhá. Xịn luôn nhá. Thế bây giờ thầy hỏi tiếp này. Hỏi cho xịn này. Bây giờ thầy hỏi ví dụ số 6 đây. C5H10 O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức ạ? C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức ạ? Ví dụ 6 này, bao nhiêu đồng phân đơn chức? Thì mình sẽ có đồng phân acid và đồng phân este nhá. Acid đó sẽ là C4H9COOH. Mình lại đọc này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 4 có 4 đồng phân acid. R1 cộng R2 bằng 4. 4 bằng 0 cộng 4. 1 cộng 3. 2 cộng 2. 3 cộng 1. 0, 1, 2 chỉ có 1. 1, 1, 1, 1. 3 có 2. 4 có 4. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 x 1 bằng 2. 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 bằng 9. 9 cộng với 4 bằng 13. Công thức nào tìm ra được 13? Làm gì cái công thức nào? Viết hết ra thì cũng phải đến tiết tây. Vậy chỉ có phương pháp của thầy thôi. Hôm nay thầy đã trao cho chúng ta một cái chìa khóa vạn năng để giải được mọi loại đồng phân. Anh em hiểu không? Anh em hiểu không? Và các bạn đã biết được rằng là ở bên trong cái khóa học này,
Thầy sẽ dạy cho chúng ta tất cả mọi phương pháp do thầy nghĩ ra và các skill do thầy nghĩ ra, và nó là những skill cực kỳ kinh khủng, nó có thể áp dụng được cho rất nhiều dạng bài tập. Chứ không phải là mỗi một dạng bài tập mình lại dùng một cái cách giải khác nhau, mà mình sẽ là một phương pháp giải cho rất nhiều dạng bài tập. Mình tiết kiệm thời gian hơn, nhưng mình cần hiểu bản chất. Ok chưa? Ok chưa? Anh em hiểu không? Bây giờ, trước khi kết thúc buổi học, thứ nhất là thầy phải giao bài tập về nhà. Đây, thứ nhất là các bạn nhìn nha, thầy giao bài tập về nhà đã. Bài tập về nhà là các bạn giải cho thầy đây. Ở bên trong cái tờ đề mà thầy phát ấy, là các bạn về nhà phải giải cho thầy đến câu số đâu rồi, câu số 7 nha. Các bạn về nhà giải cho thầy đến câu số 7 và cộng thêm một câu nữa. Cộng thêm một câu nữa thôi. Những cái buổi đầu mình học bình thường thôi. Cộng thêm một câu đây. À đâu, trong trong này thì có rồi nhỉ. Xem nào. À, đợi thầy xíu. Chỉ về nhà giải thầy đến bài số 7 thôi. Đúng rồi. Các bạn về nhà giải thầy đến bài số 7 thôi. Không cần thêm câu nào nữa. Đây là bài tập về nhà dành cho tất cả các bạn và các em. Và dĩ nhiên, đây là những bài tập về nhà để thầy chữa. Còn thầy có phần bài tập tự luyện có đáp án ở phía dưới. Rất mong muốn tất cả các bạn của lớp mình đều giải cái phần đó. Bởi vì cái phần bài tập tự luyện mà có đáp án ở phía dưới đấy là những cái tài liệu do thầy, đấy chưa? Do thầy soạn lên nhá. Và rất là tâm huyết. Những câu khó có giải ở phía dưới luôn. Thầy đã chuyển cho bên kỹ thuật rồi, nhưng mà chắc là còn chắc là cũng chưa có up, thì thầy sẽ up lên ngay ở bên trong cái nhóm lớp mình, xong rồi là các bạn chú ý ở bên trong link nhóm lớp, xong rồi các bạn là loát lại các bạn làm nhá. Được chưa? Thế là buổi học hôm nay chúng ta học về đồng đẳng đồng phân, thì thầy xin phép kết thúc tại đây. Bài tập về nhà là chúng ta sẽ giải đến câu số 7. Các buổi hôm nay chúng ta sẽ chữa cái phần bài tập về đồng đẳng đồng phân. Như thầy đã nhắc, chúng ta sẽ là chữa từ câu số 1 cho đến câu số 7. Nha, các bạn cùng comment đáp án cùng thầy nhé. Ngay câu số 1 này nó đã là một cái câu lừa cho tất cả các bạn và các em rồi. Câu số 1 này có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Này, các bạn về nhà làm bao nhiêu phát biểu đúng? Một này đề bài bảo là cho các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng. Vậy thì cái phát biểu thứ nhất này là đúng hay sai? Theo các em nó đúng hay sai? Sản phẩm của phản ứng giữa axit carboxylic và ancol thì thuộc loại este. Thì phát biểu này đúng hay sai? Phát biểu này đúng hay sai? À, thế bây giờ chúng ta phải nắm được là sản phẩm giữa axit carboxylic là RCOOH và ancol là R'OH thì nó tạo thành RCOO R' cộng H2O đúng không? Cộng H2O đúng không? Thì anh này là este. Nhưng này cũng là sản phẩm. Anh này là nước. Thế đề bài bảo là sản phẩm của phản ứng này thuộc loại este là sai. Bởi vì là cũng có cả nước mà. Nước đâu phải thuộc loại este đâu.
Đúng em. Thế vậy là một sai nhá. Đấy. 90% các bạn sai ngay từ câu số 1. Đúng không? Những đứa nào sai thì giơ tay xem. Ngay từ câu số 1 đã bị ăn cú lừa của thầy, thế mới nhục. Phần 2 La Mã. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol. Đây axit đây, đây cộng ancol tạo thành este đấy. Đúng không? Thế là cái nhận định số 2 này đúng hay sai ạ? Nhận định số 2 này đúng hay sai? Nhận định số 2 này cũng sai. Tại sao? Nếu mà là axit nhá, nếu mà là axit thì nó phải ghi rõ là axit carboxylic chứ. Ở đây nếu mà ghi là axit thì nó còn một trường hợp nữa, đó là axit vô cơ. Vậy ở đây này, ví dụ này, HCl mà cộng với ancol thì nó tạo thành là R phẩy Cl cộng H2O chứ làm gì có este ở đây. Hai sai. Toàn chưa đấy. Thế làm được những câu này phải chắc kiến thức mới làm được. Ba, khi thay nhóm OH ở nhóm carboxylic của axit carboxylic này của axit carboxylic bằng nhóm OR thì được este. À, cái ba này thì đúng, cái ba này thì đúng. Phản ứng giữa axit carboxylic và ancol thì được gọi là phản ứng este hóa, cái này cũng đúng. Estenor đơn chức mạch hở có công thức phân tử là CnH2NO2, N lớn bằng 2. À, cái này cũng đúng. Đúng không? Vậy mình tổng cộng có mấy cái đúng? Ba cái đúng các em nhé. Và ba cái đúng, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? À. Lớp mình sai gần hết ạ. Chúc mừng tất cả các em đã bị sai. Bởi vì một lần sai là một lần nhớ. Thế chúc mừng tất cả các bạn và tuyên dương tất cả các bạn đã trả lời sai. Este được tạo thành từ axit no đơn chức. Axit mà no đơn chức thì công thức tổng quát nó là CnH2n cộng 1 COOH. Và ancol no đơn chức mạch hở là CmH2m cộng 1 OH. Thì nó có công thức nào sau đây? Thì nó ghép hai thằng này vào thì mình sẽ thu được, anh nó có công thức là CnH2n cộng 1 COO CmH2m cộng 1. Đúng không ạ? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta đây. CnH2n cộng 1 CmH2m cộng 1, đáp án đúng đáp án C. Đấy chưa? Câu này thì đúng nhỉ. Câu này thì không thể đứa nào bị nhầm nữa. Rồi, ok. Câu 3 nào. Este-no hai chức mạch hở thì có công thức cấu tạo là gì? Este-no hai chức mạch hở thì có công thức cấu tạo là, cái này quen quá nhỉ. Đầu tiên là mình đi tìm số pi. Đúng không em? Thế bên trong anh este-no hai chức này có bao nhiêu pi? No là không pi. Hai chức là 2π và 4 oxy. Như vậy thì công thức tổng quát của nó sẽ là giống ăn kim, CnH2n trừ 2 O4. Đúng không ạ? Và CnH2n trừ 2 O4, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Rồi, ok. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C nhá, rất tốt. Thế bây giờ câu số 4 ạ. Câu số 4 thì các bạn chọn đáp án gì ạ? Số 4 này. Câu số 4 này các bạn chọn đáp án gì ạ? Công thức phân tử nào sau đây không thể là của một este? Công thức phân tử nào sau đây không thể của một este? Thế anh này là C3H6O2 thì nó thuộc dạng CnH2NO2 nhé, thì nó là của este rồi. Este này. Anh này thuộc dạng là CnH2N trừ 2O2 thì nó vẫn là dạng este đúng không? C4H10 là CnH2N cộng 2O2 thì bên trong này làm gì có pi?
Mà ST thì ST đơn giản nhất thì nó phải có một pi. Thế mà anh CN2N cộng 2O2 này nó không pi. Vậy là sai, chắc chắn là C. Cái thằng công thức C không thể là công thức của S này. Ok ạ, đáp án đúng đáp án C. Câu số 5 nào các em. Một ST no mạch hở có công thức thực nghiệm là C3H5O2. Vậy công thức phân tử của ST đấy nó sẽ là C6H10O4. Đúng ạ? C6H10O4. Đáp án đúng là đáp án B. Ok. Các bạn chọn đáp án gì? Mình làm quen rồi, bây giờ mình chơi luôn nhá. R1 cộng R2 bằng mấy các em? R1 cộng R2 bằng 4 đúng không? 4 bằng 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1. Đúng không ạ? 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy là 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. Vậy mình có 0 có 1, 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 3 có 2, 3 có 2, 4 có 4. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 x 1 bằng 2. Vậy tổng cộng ở đây mình có bao nhiêu đồng phân? Đơn chức. Đây là mình đang xét đồng phân ST nhá. Đồng phân ST là có 9 đồng phân ST. Đừng vội chọn 9. Các em mà chọn 9 là toang. Nhá. Đừng vội chọn 9 á. Mà mình phải là gì? Ngoài đồng phân đơn chức này nó còn đồng phân axit nữa. Các bạn nhớ không ạ? Ngoài thằng này mình còn đồng phân axit. Đồng phân axit thì có mấy? Đồng phân axit có mấy? Đây ạ. Đưa về dạng C4H9 COH. Vậy là 4 có 4. 4 đồng phân axit. 4 cộng 9 thì bằng 13. Đúng ạ? 4 cộng 9 bằng 13, vậy đáp án đúng mình là đáp án C các em nhé. Đáp án đúng mình là đáp án C. Ok chưa? Câu số 7 này mới hay này. Câu số 7 này mới gọi là hay này. Các bạn chọn câu số 7, các bạn về nhà làm câu số 7 đáp án gì? 7 này mới hay. Bảy các bạn chọn đáp án gì ạ? Thế thì bây giờ để giải được câu số 7 này thì chúng ta sẽ phải đặt một câu hỏi là liệu 3, 4, 5, 2, 4, 8 chúng ta có áp dụng được C4H6O2 không? Đấy. Đấy là cái câu hỏi đầu tiên. Thế thì bây giờ thầy hướng dẫn chúng ta làm nhé. Tại vì là các bạn đã được thầy hướng dẫn cho chúng ta cái cốt lõi của 3, 4, 5, 2, 4, 8 rồi. Thì mình hoàn toàn có thể chứng minh được 3, 4, 5, 2, 4, 8. Thì bây giờ thầy giúp chúng ta cùng chứng minh cái 3, 4, 5, 2, 4, 8. Được không? Thì mình có này. R1COOR2. Mình nhìn anh này là mình biết là trong phân tử có một nối đôi CC. Đúng không? CN2N-2 mà. O2 mà, nó có một nối đôi CC và đơn chức. Vậy thì mình sẽ có vẫn có là R1 cộng R2 bằng 3. Mình sẽ vẫn có là 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. Nhưng bây giờ nó khác. Giờ nó khác là nó có nối đôi CC. Thì mình xét nếu mà không có gì thì vẫn là một hydro thì vẫn chỉ có một chỗ để cắm. Một thì vẫn là có một carbon vẫn chỉ có một chỗ để cắm. Hai thì có hai carbon thì hoặc như này. Hoặc như này thì cũng chỉ có một chỗ để cắm. Đúng không? Vẫn đều chỉ có một chỗ để cắm thôi. Thế vậy thì suy ra là với 3, 4, 5, 2, 4, 8 cái mà có một đôi đôi CC thì 0, 1, 2 thì đều chỉ có một chỗ để cắm. Đúng không ạ? Thế bây giờ đến 3. 3 này xét không kể đồng phân hình học. Vậy 3 có mấy chỗ để cắm? Đây, 3 anh này. Thì cắm 1, 2, 3. À, bình thường nếu 3, 4, 5, 2, 4, 8 với thằng no ấy, thì 3, 4, 5 thì có 2, 4, 8. Thế nhưng mà với thằng không no có một nối đôi CC mình xây dựng lại thì 0, 1, 2 thì vẫn có 1. Nhưng ở 3 lúc này có mấy? Có 3 các em nhé. Các em hiểu không ạ? Vậy 3 có 3 này. 1 x 3 bằng 3 này. 1 x 1 bằng 1 này. 1 x 1 bằng 1 này. Vậy tổng cộng có mấy ạ? Tổng cộng có 5. Xịn chưa? Xịn chưa? Xịn chưa? Vậy nó tổng cộng có 5 đồng phân không kể hình học nhé. Thế nếu mà có kể đồng phân hình học thì nó sẽ có 6. Được không ạ?
Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Các bạn hiểu hết chỗ này chưa? Anh em nào hiểu thì thả tim ạ. Nhá. B nhỏ là đồng phân đa chức. Đồng phân đa chức. Thế thì xét cái đồng phân đa chức của thằng este ấy, thì nó sẽ có các cái bước như sau. Cái bước số 1 là mình phải xác định số lượng chức. Số lượng chức. Lượng chức este. Nó là đơn chức. Là tương ứng một nhóm COO. Hay là hai chức. Là hai nhóm COO. Hay là ba chức. Tương ứng với ba nhóm COO. Thế thì thường ấy, cái dạng bài mà đi tìm đồng phân đa chức thì nó chỉ có rơi vào hai cái dạng này. Hai chức và ba chức. Được chưa? Ok chưa? Thế thì nếu mà sau cái bước 1 là xác định số chức thì mình bước 2 mình là xây dựng khung. Xây dựng khung. Xây dựng khung thì nó như thế này. Nếu mà anh là anh ST 2 chức. Nhá. Nếu anh ST 2 chức thì nó sẽ có khung là khung C R1 COO CH2 R2 COO CH hoặc là khung này hoặc là khung R1 COO CH A hoặc là ba chức sorry ạ hoặc là ba chức hoặc là ba chức thì nó sẽ có khung là R1 COO CH2 R2 COO CH R3 COO CH2. Thường nó sẽ rơi vào ba cái dạng này thôi, thường nó rơi vào hai dạng này thôi. Còn là các dạng khác thì rất ít thi, các em không cần quan tâm. Và trong cái phần ví dụ và bài tập về nhà thì sẽ có về những cái dạng khác đấy, thì thầy sẽ giảng sau. Còn bây giờ trong cái buổi này thì chúng ta làm rõ hai cái dạng này trước nhá. Thế thì xây dựng khung xong thì bắt đầu mình sẽ có sang bước 3 là đặt các gốc axit khác nhau. Gốc axit khác nhau là các số khác nhau rồi mình điền vào khung. Rồi mình điền vào khung nhá. Các axit khác nhau là các số khác nhau rồi mình điền vào khung. Đây. Thầy lấy ví dụ luôn. Các bạn lưu ý. Thầy lấy ví dụ luôn cho chúng ta làm. Làm luôn nhá. Thầy sẽ có này. Ví dụ số 1 là từ ethylene glycol. Từ ethylene glycol và hai axit khác nhau là R1 COOH R2 COOH thì thầy có thể tạo được tối đa bao nhiêu diester. Bao nhiêu diester. Được chưa? Các bạn cùng làm thử xem là bao nhiêu. Các bạn sẽ làm những cách cổ điển các bạn được học nhá. Mặc dù thầy biết rằng là nhiều bạn đã học những bài này trên trường rồi, nhưng học đối với thầy mình, đây là những trải nghiệm đặc biệt nhất và những cách giải nhanh nhất, những cách giải kinh khủng nhất dành cho tất cả các bạn và các em. Hãy trải nghiệm với thầy. Nhớ rủ các bạn cùng trải nghiệm nhá. Nào, mình có bao nhiêu diester. Thế thì bây giờ thầy sẽ gợi ý các em. Đầu tiên là mình phải gợi ý là cái công thức của ethylene glycol đã. Đúng không? Thì công thức ethylene glycol nó là C2H4OH tất cả hai lần. Được chưa?
Thế thì nếu mà nói sâu hơn thì DST là ST2 trước. Đây, vậy thì nó sẽ thuộc dạng này. Vậy nó sẽ thuộc dạng này. Đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ có cái khung của mình. Mình sẽ đặt cái anh R1COH này là số 1. R2COH này là số 2. Thì mình sẽ có cái khung là gì ạ? Đây, thầy viết ngược lại cái khung này. Cái khung này đang viết xuôi thì viết ngược lại. CH2 OOC CH2 OOC được không các em? Thì viết ngược lại. Thì điền số này. Cái số 1 thì tương ứng với gốc R1COH, số 2 tương ứng với gốc R2CO. Vậy này, nó sẽ có trường hợp là 11 22 và 12. Các em lưu ý anh này có trục đối xứng. Nên là 12 và 21 nó bị trùng với nhau. Nhé. 12 giống 21 nên loại 1. Vậy từ đó mình suy ra là từ ethylene glycol và hai axit khác nhau R1CH và R2CH thì mình tạo được tất cả là 3 diester. Ok các bạn hiểu không ạ? Anh em im lìm thế, anh em hiểu cái chỗ này không? Hiểu chưa? Nếu hiểu rồi, chưa hiểu thì hỏi ngay nhá để thầy giảng. Thì mình làm thử cái ví dụ số 2 xem nào, làm phứa đi xem nào. Từ ethylene glycol và ba axit khác nhau là R1COOH, R2COOH, R3COOH thì tạo được tối đa bao nhiêu diester? Bao nhiêu diester? Đấy, các bạn làm thử xem tạo được bao nhiêu diester. Ethylene glycol mình dựng khung, thực ra đến bây giờ mình không cần dựng khung nữa. Bởi vì mình biết là thằng ethylene glycol nó có hai chỗ để cắm, đúng không? Đây này. Hai chỗ để cắm. Các bạn nhìn đó chưa? Cứ nhắc đến ethylene glycol mình nhớ đến nó có hai chỗ để cắm. Vậy là mình sẽ cắm vào là hai chỗ để cắm mình sẽ có là hai thằng giống nhau, 1 1 2 2 3 3. Đúng chưa? 1 2 1 3 2 3. Hết chưa? Đúng 6 chưa? Xịn không? Ok không? Hai pha chính xác. Ngon nhá. Đây là với hai chiếc nhá. Mình sang cái ví dụ số 3 xem nào. Nâng cấp lên một tí xíu. Các bạn cùng chú ý nha. Ví dụ số 3 là từ glycerol. Từ glycerol và hai axit khác nhau là R1COOH và R2COOH thì mình tạo được tối đa là bao nhiêu trieste, tạo được tối đa là bao nhiêu trieste. Đấy. Thế thì để làm được cái này thầy gợi ý các em. Thầy gợi ý các em một chút. Là đầu tiên mình phải nắm được công thức của glycerol. Thì công thức của glycerol là C3H5OH3 lần. Và trieste là sẽ có 3 chức este. Vậy có nghĩa là mình sẽ cắm vào 3 vị trí. Ok không? Nào các bạn cùng làm thử và comment thấy đáp án nhá. Trieste mà được tạo bởi từ glycerol. Đây thì khung nó đây này. Đây khung nó đây. Este3 chức. Đây este3 chức các bạn nhìn chưa? Đấy, nó sẽ có dạng như này. Nhá, este3 chức nó có dạng như này. Vậy này mình lại lập cái khung ra. Thì cái khung của mình lúc này sẽ là gì? Thầy viết ngược CH2 OOC một chỗ để cắm này. CH OOC một chỗ để cắm nữa này. CH2 OOC một chỗ để cắm nữa này. Vậy là mình sẽ có 3 chỗ để cắm. Tương ứng với anh R1COH này tương ứng với số 1,
R2 COH tương ứng với số 2. Vậy mình sẽ có các anh số 1 và anh số 2 cắm lần lượt vào ba vị trí này. Đấy là gợi ý của thầy. Nhá, nào các bạn cùng làm đi ạ. Hai axit khác nhau. Vậy mình coi cái gốc R1COO này là số 1. Được chưa? R2CO này là số 2, đề bài hỏi là tối đa. Vậy nó sẽ có trường hợp là cả ba cái gốc một giống nhau. Thì mình sẽ có là 1 1 1, được chưa? Trường hợp thứ hai là cả ba cái gốc hai giống nhau. 2 2 2, được chưa? Thế là ba cái gốc giống nhau easy fork là mình có hai đồng phân. À được, sorry, là mình có hai chất. Mình có hai trieste. Thế tiếp tục là hai gốc giống nhau thì mình sẽ có là 1 1 2, và dĩ nhiên anh này có trục đối xứng nên mình sẽ đổi được chỗ là 1 2 1, đúng không ạ? Còn lại 2 1 1 này thì nó bị trùng với 1 1 2, các em nhìn thấy không? 2 1 1 trùng 1 1 2. Nếu thì quay 180 độ thì cái 2 1 1 để quay xuống dưới thì nó thành là 1 1 2. Được không ạ? Nên là 2 1 1 và 1 1 2 trùng nhau. Các bạn nhìn thấy không? Đúng không? Thì cho cái đũa thì xiên quay phát là được. Thì đấy là 2 thằng 1 giống nhau. Vậy thì còn 2 thằng 2 giống nhau. 2 2 1, và tương tự thì sẽ có là 2 1 2. Và tổng cộng đây mình có mấy? 3 cộng 3 bằng 6. Nhá. Vậy ở đây mình sẽ thu được tổng cộng là 6 trieste. Đây, tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án đúng là đáp án 6. Ok, các em đã rất mạnh mẽ. Các em đã rất dám sai, dám làm. Tuyên dương điều đó tất cả các em. Giờ mình sang cái ví dụ số 4. Ví dụ số 4. Ví dụ số 4 này là ví dụ các em sẽ gặp rất nhiều ở trên lớp, mà các thầy cô các em sẽ hỏi khá là nhiều. Ví dụ số 4 là từ glycerol, từ glycerol và ba axit khác nhau. R1 COOH, R2 COOH, R3 COOH thì có thể tạo được tối đa là bao nhiêu trieste? Đấy, các bạn cùng làm xem nào. Tạo được tối đa bao nhiêu trieste? Câu này là câu top các sai lầm tuổi trẻ. Này, nói thật bọn em nhé, câu này ấy, nhiều thầy cô còn không làm đúng. Thật. Bởi vì nếu mà các thầy cô, mọi người mà giải được cách viết hết ra thì câu này sẽ có rất rất nhiều bị nhầm lẫn. Các bạn làm thử với cách của thầy xem. Các bạn sẽ thấy cực xịn. Mình có này. Mình biết thừa là trieste mà tạo bởi từ glycerol và ba axit khác nhau. Này thì nó sẽ có là khung là ba cái chỗ để cắm vào. Vậy trường hợp số 1 là ba chất giống nhau, ba cái gốc giống nhau. Thì mình sẽ có là 1 1 1. Thì tương ứng với lại 1 1 1 thì mình sẽ có 2 2 2 3 3 3. Vậy là mình sẽ có là 1 nhân 3 cái gốc giống nhau, vậy là có ba chất 1 1 1 2 2 2 3 3 3. Được không ạ? Thế bây giờ mình sang là hai cái gốc giống nhau và một cái gốc khác. Hai gốc giống nhau là 1 1 2. Đúng không ạ? Hai gốc 1 1 giống nhau, một gốc khác là gốc 2. Thì mình sẽ có trường hợp thứ hai là 1 2 1, và dĩ nhiên 2 1 1 thì bị trùng với 1 1 2, lúc nãy mình chứng minh rồi. Đúng không ạ? Và hoàn toàn mình có 3 nên mình sẽ còn có là 1 1 3 và 1 3 1. Đúng không? 1 3 1 3 1. Vậy hoàn toàn ở đây thì mình sẽ có đấy, hai cái gốc giống nhau là mình có 4. Đây là hai gốc 1 giống nhau. Đúng không ạ? Mình còn hai gốc 2 giống nhau, hai gốc 3 giống nhau, mình đỡ phải viết. Vậy là 4 x 3 bằng 12. Đúng không ạ? Hai gốc 1 giống nhau thì có 4 nhá. Vậy tương tự là hai gốc 2 giống nhau cũng sẽ có 4. Hai gốc 3 giống nhau cũng sẽ có 4. Mình đỡ phải viết. Đúng không ạ? 4 x 3 12 luôn. Cuối cùng là ba gốc khác nhau thì mình sẽ có 1 2 3 1 3 2 và 2 1 3. Tổng cộng đây ba anh nữa. Vậy mình có là suy ra này, 3 cộng
12 cộng 3 bằng 18. Create. Ok. Đáp án chính xác của chúng ta là từ glycerol và 3 axit găng nhau, mình thu được tối đa là 18 trieste. Các bạn nhớ chưa? Nhá, nhớ nhá. Và sắp tới vào năm học các em sẽ gặp những câu này, và nhớ cầm cái chiêu này của thầy đi để sát phạt, để chinh phục, để san phẳng, để công phá. Ok không? Rồi, bốn nhỏ. Mình sang phần bốn nhỏ. Bốn nhỏ danh pháp este. Danh pháp este thì mình sẽ có như thế này. Là công thức của este đơn giản mình sẽ là R COO R phẩy. Đúng không ạ? Thì với công thức R COO R phẩy này thì nó sẽ có là nhóm thế R hai phần trên hai phần. Một phần là nhóm thế R. Nhóm thế R phẩy. Phần thứ hai là gốc axit. Gốc axit RCOO. Được không? Vậy thì tên este. Tên este thì nó bằng là tên nhóm thế R. Nó bằng là tên nhóm thế R. Tên nhóm thế R phẩy cộng với tên thường, cộng với tên thường của axit RCOOH. Được chưa? Bỏ x thêm ad. Đấy, đây là công thức gọi tên este. Đóng khung lại. Thế vậy thì đấy là công thức. Thì để mà gọi tên được công thức thì chúng ta phải có những cái kiến thức nền tảng như sau. Thứ nhất là chúng ta phải nắm được là cái tên của nhóm thế R phải. Đúng không? Thế là mình sẽ đi vào A nhỏ. A nhỏ là tên của nhóm thế R phải. Tên của nhóm thế R phải. Các bạn yên tâm nhá. Bên trong khóa này thầy sẽ dạy cho chúng ta từ mất gốc. Các bạn hiểu không ạ? Từ mất gốc luôn. Thì mình sẽ có này, tên nhóm thế R phải. Thì đầu tiên nó sẽ là nhóm thế CH3. Thì ai cũng biết tên nhóm thế này rồi, metin. Đúng không? Nhóm thế thứ hai, một này. Nhóm thế số 2 là nhóm thế CH5. Thì nhóm thế này tên là gì, các em có nhớ không? Nhóm thế CH5 tên nhóm thế là gì? Nhóm thế thứ 3 CH2. CH2 CH3. Mà cái nhóm thế này còn một cái nhóm thế nữa, CH CH3 CH3. Đấy chưa? Những cái nhóm thế mà hay bị gặp nhiều nhất. Thế cái nhóm thế CH5 này nó tên là nhóm thế etin rồi, chính xác. Nhóm thế số 3 này thì anh này có tên gọi là N propin. N propin, tại sao nó là N? N là thể hiện là mạch thẳng dài, không phân nhánh thì gọi là N. Thế các anh nhóm thế dưới này nó sẽ là iso propin. Đây là lý do mà tại sao khi học thầy các em phải có vở ghi. Ok nhá. Anh số 4, thầy sẽ ghi tất cả những nhóm thế mình cần nhớ ở đây. CH2 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 CH3 CH2 CH CH3 CH3. Đấy, thì cái nhóm thế này nó là nhóm thế N butin.
Và dưới này nó sẽ là isobutin. Được chưa? Anh số 5. Anh số 5 thì chỉ cần CH2, 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 CH3 và CH2, CH2, CH3. Thì cái nhóm thế số 5 này nó gọi là nhóm thế N amin. Thì dưới này nó là iso amin. Thì cái nhóm thế này là phải nhớ này. Một số anh sau chúng ta bắt buộc phải nhớ. Tất cả cái này thì nhớ được càng tốt. Nhưng mà những cái thằng hay thi này, anh này hay thi này, được chưa? Và ba anh đầu này hay thi nữa. Những anh hay thi đây là thầy đóng khung là những anh hay thi nhá. Các bạn ghi lại nhá. Để cho các bạn có kịp ghi lại chưa? Vẫn còn hai anh nữa, vẫn còn ba anh nữa, bốn anh nữa. Thầy ghi vào đây là để cho chúng ta là sau này chúng ta có làm ấy, chúng ta chỉ cần mở vở ra, chúng ta check bên trong này chúng ta gọi được tên luôn nhá. Chúng ta đã có cái cuốn tài liệu của thầy rồi. Vở ghi này là xịn, một lần ghi là một lần nhớ. 6 CH nối đôi CH2 thì nhóm thế này được gọi là nhóm thế vinin. 7 CH2 thì nhóm thế này được gọi là nhóm thế alin. Đúng không ạ? 8 là nhóm thế C6H5 thì nhóm thế này được gọi là nhóm thế phenin. Và 9 thì nhóm thế này được gọi là C6H5. Số 5 viết xấu quá. C6H5 CH2 thì nhóm thế này được gọi là nhóm thế benzin. Đấy, thì đây là những cái nhóm thế chúng ta hay bị nhầm. Thì thầy có cái này. Thực ra thì các em không phải thuộc đâu, mà chúng ta sẽ làm nhiều thì thuộc. Các bạn hiểu với thầy không? Còn lại thầy cho ghi như thế này là để cho ghi đủ nhất những cái thằng mà hay thi nhất, những cái thằng mà hay sai lầm nhiều nhất. Thì chúng ta ghi lại, chúng ta có bên trong cái cuốn vở ghi này. Đúng chưa? Chúng ta ghi lại, chúng ta có trong cuốn vở ghi này. Thì nó sẽ là tốt nhất dành cho tất cả các bạn và các em. Và như vậy thì các em hoàn toàn các em có thể là làm được mọi bài. Và khi mà chúng ta gặp thắc mắc gì, chúng ta sẽ mở lại cái cuốn vở này. Thì đây nó là cái kim chỉ nam, nó là tài liệu để cho nó check được là cái này mình gọi đúng hay sai, cái này mình gọi đúng chưa. Các em hiểu ý thầy không? Đấy, thì đấy là thầy vừa mới nói lại cho chúng ta là 9 cái tên nhóm thế rồi. Thế bây giờ sang tên thường của axit. Tên thường axit mà mình muốn nắm được, mình phải nắm được 24 cái tên. Hơi nhiều, nhưng mà để mà thi được thì chúng ta cần nắm được thế. Thế nên thầy sẽ cho chúng ta ghi lại hết 24 cái tên thường axit. Bởi vì là đa số, thầy biết được rằng là đa số các bạn là học bài acid là quên hết rồi, quên sạch không còn chữ gì, đúng không? Nói trúng tim đen. Thì nếu mà các bạn không nhớ nha, các bạn cùng theo dõi vào đây, thầy cùng giúp đỡ, thầy cùng với các em nha, chúng ta cùng lấy lại cái trí nhớ đấy, được không ạ? B nhỏ là tên của các acid. B nhỏ, tên thường. Tên thường của các axit cần nhớ. Đầu tiên anh số 1, các bạn có thể cùng ghi với thầy nhá, cùng ghi vào bên trong cái phần bình luận của lớp mình nhá. Đấy, anh số 1 HCO thì 1 là gì đấy, mình ghi vậy cho nhớ ạ. Anh số 2 là CH3COOH. Đấy, các bạn hãy tự ghi ở tên bên cạnh. Anh số 3 CH3 CH2 COOH. Đấy. Anh số 4 CH3 CH2 CH2 COOH. Hoặc là CH3 CH COOH.
CH3. Được chưa? 4 cái đã. Vậy thì cái anh số 1 này nó sẽ có tên là acid formic. Được không? Anh số 2 sẽ có tên là acid acetic. Dĩ nhiên là cái này thì hoàn toàn thì có thể là làm được cái bảng xong để phát cho các em. Nhưng mà thầy biết thừa một điều rằng là với cái bảng phát cho đấy, các bạn chỉ có in ra và chẳng bao giờ các bạn đọc. Thế nên là cái lý do chính mà thầy dạy ở trong buổi này là thầy bắt chúng ta là cùng ghi lại một lần với thầy để mình vừa ghi mình vừa nhớ. Mỗi lần ghi mình nhớ, nó nhớ, nó in sâu trong trí não mình, nó in thật sâu trong trí não mình. Thì như thế thì mình mới nhớ được kiến thức được, thì mình mới gọi tên được. Bởi vì tên gọi este rất quan trọng nhá. Hãy làm theo cách của thầy để chúng ta học giỏi hóa. Ok, nhớ ghi bài đầy đủ nhá. Số 3 thì các em đọc cùng thầy này. Mẹ em phải, vậy là P, vậy nó sẽ là acid propionic. Lấy lại từ nền tảng luôn, dạy rất chậm. Anh số 4, 1, 2, 3, 4. Mẹ em phải bón acid butyric, bú tí mẹ. Và anh này nó có một nhóm CH3 ở vị trí carbon số 2 nên nó sẽ là acid iso butyric. Để cho các em tiếp tục nhá. Anh số 5 CH3 CH2 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 COOH CH3 CH CH3 CH2 COOH. Anh số 6, nghe thầy, cứ nghe thầy, học một lần thôi, học một lần cái anh acid này thôi thì sang cái bài amino acid, sang cái bài tơ ni lông, sang cái bài polymer các em mới nhớ được. Hãy tin thầy, hãy đặt trọn niềm tin nơi thầy nhá. Hãy nghe theo những gì thầy nói, bởi vì chắc chắn các em sẽ gặp nhá, không sớm thì muộn. Học một lần rồi bây giờ. CH3 chỗ này có 6 carbon. CH2 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 COOH. Anh này có 7 carbon. Thôi 7 carbon thì không phải điền nhá, thì ghi như này thôi nhá. 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7, còn lại bao nhiêu hero các em tự điền. Đấy. Thế thì anh số 5 thì đọc là gì? Anh số 5 thì mình không đọc là pen, mà 5 theo số La Mã, 5 là V. Theo số La Mã 5 là V. Đúng không ạ? Vậy nó sẽ là, tên của nó là acid valeric. Acid valeric. Thì tương tự ở bên dưới anh này nó sẽ là acid iso valeric. Đúng không ạ? Anh số 6 có 6 carbon thì nó không phải hét nhá, mà nó sẽ là acid caproic. Anh này rất quan trọng, nhưng không quan trọng vào ST, nhưng nó lại quan trọng với bài polymer. Tiện đây thể dạy luôn. Acid caproic. Thầy đã hứa với các em là dạy cho các em từ không biết gì lên đến 8+. Và cái nền tảng này sẽ giúp chúng ta làm như vậy nhá. Anh này có 7 carbon thì nó sẽ là acid enantoic. Được không ạ? Chưa xong. 20+ cơ mà. Anh số 8 CH2 nối đôi CH COOH. Thì dưới này có thằng là CH2 nối đôi C CH3 COOH. Anh số 9 là C6 H5
COOH anh số 10. Số 10 đấy bọn đa chức. COOH COOH anh số 11. COOH CH2 COOH. Cứ gọi tên thôi, mình cứ điền vào nhá. Anh số 8 này tên gọi của nó là acid acrylic. Acid acrylic. Thì ở bên dưới này thầy dạy các em đọc này. Hai anh này đều rất quan trọng, đều rất hay thi nhá. Cái nhóm này nhóm metin. Thì tên gọi nó sẽ là acid, cắt chữ in đi, nó đọc là met. Met là do nó có nhóm metin này này. Lắp ráp vào cái khung acrylic. Met acrylic. Mà các thầy cô các em hay gọi là meta acrylic đấy. Nhưng mà nếu mà đọc là meta thì chúng ta coi như là thuộc rồi. Còn lại met acrylic thì mình phân tích được met là nhóm metin. Lắp vào cái khung acrylic thì nó gọi là acid met acrylic. Được không? Anh số 9 là acid benzoic. Anh số 10 là acid oxalic. Anh số 11 là anh này rất hay. Không được đọc lóng rồi nhá, không được nói tiếng lóng rồi nhá. Nghiêm cấm nói tiếng lóng. Acid malonic. Tất cả những cái tên acid này nó đã đều từng xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Còn những thằng nào mà chưa xuất hiện thầy loại bỏ hết rồi. Đây là những acid các em bắt buộc phải nhớ. Không sớm thì muộn đều phải nhớ. Yên tâm, thầy không bắt các em học thuộc vẹt đâu. Mà trong quá trình thầy dạy, thầy sẽ liên tục thầy nhắc đến nó, để cho nó ngấm dần vào trong não các em. Ok không? Thế nhưng mà dĩ nhiên học cái gì cũng phải cần phải cố gắng. Nên thầy rất là mong muốn là sau khi mà thầy viết xong những cái này, thì về nhà các em phải làm cho thầy một cái việc. Đó là em phải ghi lại hết cái bọn này vào một tờ A4 mà dán trước mặt. Nhá, xong tí thầy sẽ dạy chúng ta một vài cái hay nó hay thi. Còn ở đây, bây giờ là vở ghi này thì chúng ta sẽ ghi hết. Nhá, để nếu mà chúng ta có gặp thì chúng ta có cái chỗ để tra. Dĩ nhiên là một lần ghi là một lần nhớ đã, đúng không? Đấy là lý do mà tại sao mà khi mà thầy dạy online, thầy sẽ yêu cầu chúng ta ghi bài khá là nhiều. Và ghi bài nhiều hơn so với tất cả các thầy khác. Nhá. Câu 12. Acid 12 ạ. Đây, anh này. COOH. COOH. Anh này thì không có ứng dụng nhiều với bài este, nhưng mà ứng dụng cực kỳ nhiều với bài polymer. Nên là tiện thể mình học luôn anh này. Thì anh này được gọi là acid phthalic. Acid phthalic. Thì anh này sau này được dùng để điều chế nên tơ láp san. Thế thì cái vòng tròn gạch này có nghĩa là cái nhóm COH này này, nó đính vào đây thì là octo, đính vào đây là meta, đính vào đây là para. Nên thầy viết như này một phát này, nếu mà đính vào đây là acid octo phthalic, acid meta phthalic, acid para phthalic. Đúng không ạ? Thế là một cái này thôi mình học được tận ba cái tên acid. Các em hiểu ý thầy không? Xịn chưa? Tiếp tục ạ. 13. Nhá. 13. COOH OH. Thì tên gọi của anh acid này nó là acid salicylic. Salicylic. Mình còn 14, 15, 16, 17, 18. 14, 15, 16, 17 là bốn cái anh acid béo nhá. Acid béo thì mình sẽ không học ở đây, mà thầy sẽ để sang bài chất béo để thầy dạy các em. Đấy. Trên đây là hầu hết tất cả những cái acid mà chúng ta cần phải nhớ. Các bạn mà nhớ được hết thì các bạn sẽ làm được tầm 9 đến 10 điểm. Còn nếu mà dành cho những bạn mục tiêu nó đơn giản thôi nhá, mục tiêu đơn giản thôi, thì các bạn chỉ cần nắm cho thầy một vài anh acid đầu. Đây. Đấy, formic, acetic, propionic, butyric, isobutylic, valeric, isovaleric, đúng không? Và thêm cho thầy đây bốn anh này nữa.
Đấy, thì đây là những anh quan trọng nhất hay thi, hay gặp nhiều nhất. Ok chưa? Đấy, thì trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta đầy đủ nhất về tên gốc và tên axit. Thế giờ mình đi vào ví dụ nhỉ, gọi tên một vài cái anh axit mà mình hay gặp, là một gọi tên một vài cái este mình hay gặp. Ví dụ đây. HCOOCH3. Đấy. Thì anh này nó nhóm thế của nó là nhóm thế CH3 đúng không? Thì với cái nhóm thế CH3 thì tên nó là metin. Đúng không ạ? Anh này HCO thì tương ứng với lại acid formic. Thì nó sẽ là đánh như là metin formic thì bỏ x thêm mát, vậy là metin format. Các bạn hiểu cách gọi tên chưa? Metin format. Tương tự như vậy thì mình sẽ có anh CH3 COO C2H5, các bạn gọi tên như nào? Anh C2H5 COO CH nối đôi CH2 thì gọi tên đây nào. Anh CH2 nối đôi CH COO C6H5 thì gọi tên như nào? Đấy, các bạn cùng gọi tên với thầy xem nào. Gọi tên bọn này như nào? Nó dễ lắm. Nhờ, quá dễ. Thêm tiếp. COO CH3 COO CH3 thì gọi tên như này. Các bạn gọi tên đi. Các bạn comment luôn phần gọi tên xuống dưới nhé. Comment luôn phần gọi tên xuống dưới để thầy còn biết làm đúng hay làm sai. Thấy không? Hay không? Các em thấy xịn không? Hôm nay nhá là thầy lấy lại toàn bộ cái nền tảng lớp 11 dành cho các em. Những cái nào hay thi nhất là thầy đóng khung rồi. Còn những cái nào mà còn lại là mình phải nắm được hết nhá, còn lại mình phải nắm được hết đấy. Thì mình mới mục tiêu là 89 cộng được. Anh này nó sẽ có tên là etin acetat. Được chưa? Anh này sẽ có tên là gì ạ? Vinin. Nhóm thế nó là nhóm thế vinin mà. Anh này có mấy carbon? 1, 2, 3. 3 carbon là gì ạ? Mẹ em phải. Propi. Onat. Cái việc mình nắm được tên gọi este nó rất quan trọng để mình giải được bài tập. Nha. Không phải tự nhiên. Không phải tự nhiên. Mà mình lại giải được. Mà các bạn khác lại giải được bài tập đâu. Làm nhiều thì biết được nhiều tên. Cái nguyên lý đó đấy. Cháu này nhóm này vừa học xong. Nhóm thế gì các em nhỉ? Phenin. Gì ạ? Acrylas. Ok. Và cuối cùng ở đây là gì đây? Hai nhóm CH3. Thì tên của nó là gì? Dimetin. Dimetin oxalat của axit oxalic. Đấy nha. Thì trong cái phần tên gọi đấy thì ở trong cái phần mà bài tập về nhà, cái bài tập buổi 3 đấy thì thầy có cái file bài tập buổi 3 mà thầy mới up rồi, thì các bạn vào đấy các bạn làm trong phần gọi tên nhá, sẽ có nhiều cái cực dị. Và em lưu ý rằng là hãy cẩn thận có cả viết xuôi và viết ngược nhá. Ví dụ như là cái anh etin acetat này này. Mà nếu thầy viết ngược lại thì nó sẽ là C2H5 OOC CH3. Đấy, nhìn nè. Thì đây vẫn là nhóm thế này. Mình phải xác định ở đâu là nhóm thế, đâu là nhóm axit. Đấy, nhóm thế là đi với O, nhóm axit thì đi với CO. Tương tự như vinin format này, mình phải cẩn thận cái cách viết ngược. CH2 nối đôi CH OOC C2H5. Đúng không? Đấy, thì đây đầu axit, đây đầu nhóm thế. Mình phải nhìn tinh nhá, phải nhìn thật tinh. Rồi. Đấy là xong hết toàn bộ về phần một La Mã, định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp. Các em thấy kinh không? Thầy dạy cực kỹ nhá. Bởi vì cái khóa này khóa nền tảng. Và thầy biết rằng là nhiều bạn bị mất gốc. Nên là khóa này cực kỳ thích hợp với những cái bạn mà từ mất gốc mà muốn lên 8-9 cộng. Thầy khẳng định là làm được. Chỉ cần chăm học với thầy thôi. Được không? Cố gắng. Cùng cố gắng vì màu cờ. Vì là học sinh của thầy Minh.
nên chúng ta chiến thắng. Các em chỉ cần cố gắng thôi, còn mọi việc thầy lo. Thầy lo được hết. Tiếp tục nhá. Mình sang cái phần cuối ngày hôm nay là về phần tính chất vật lý. Hai La Mã. Tính chất vật lý của ST. Riêng cái phần tính chất vật lý ST phải thuộc bằng hết. Và cái cách thuộc tốt nhất là chúng ta làm nhiều bài tập để chúng ta thuộc. Các em hiểu không ạ? Riêng cái phần tính chất vật lý của ST phải thuộc hết nhá. Thì thầy sẽ cố gắng thầy ghi tóm tắt để chúng ta nhớ được. Thứ nhất, đó là các ST thì tồn tại ở điều kiện thường, thường là chất lỏng. Thứ nhất là tồn tại ở điều kiện thường. Điều kiện thường là chất lỏng. Thường tồn tại ở điều kiện thường là chất lỏng. Các ST ấy, nó tồn tại ở điều kiện thường là chất lỏng. Ví dụ như dầu ăn là ST. Ví dụ như là nước hoa hồng là ST. Đấy, ví dụ như dầu chuối là ST. Thì nó đều là tồn tại dạng dung dịch. Thì nó tồn tại dạng chất lỏng, đúng không em? Đấy. Mình tưởng tượng đến dầu ăn là nó nhẹ nước, đúng không? Đấy, thì vì vậy nên là những ST nó tồn tại ở điều kiện thường, nó thường là chất lỏng và nó nhẹ hơn nước. Chấm phẩy này. Nhẹ hơn nước này. Đấy chưa? Ít tan trong nước. Ít tan trong nước nhá. Đấy. Điều kiện thường ở thể lỏng này, nhẹ hơn nước này, ít tan trong nước này và có khả năng hòa tan được nhiều chất hữu cơ khác nhau. Hòa tan được nhiều chất hữu cơ khác. Nhiều hợp chất hữu cơ khác. Nó là dung môi đấy, nó thường được sử dụng làm dung môi. Được chưa? Thứ hai là có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy thấp hơn. Thấp hơn ancol. Thấp hơn axit mà có cùng số nguyên tử carbon. Cùng số nguyên tử carbon. Lý do tại sao lại vậy? Vì ST không có liên kết hydro. Được chưa? Có những lần kia có liên kết hydro nhá, thì nó nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy lớn hơn. Còn thằng ST không có liên kết hydro nên nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy nó thấp hơn. Ngoài ra thì các ST mà có phân tử khối lớn thì tồn tại ở điều kiện thường dưới thể rắn nhá. Các ST có phân tử khối lớn thì tồn tại ở thể rắn. Ví dụ như mỡ động vật, ví dụ như sáp ong. Ví dụ như mỡ. Ví dụ như sáp ong. Ok chưa? Cái cuối cùng, cái số 4. Cái số 4 ạ. Là các ST thì thường có mùi thơm, có hương thơm. Dễ chịu. Và các cái mùi sau mình phải thuộc này. Bắt buộc phải thuộc này. Mùi chuối chín này. Mùi chuối chín này. Mùi chuối chín là gì các em ạ? Iso amin acetat nhá, các bạn nhớ nhá, những cái này phải thuộc đấy ạ. Tất cả những cái gì trong phần tính chất vật lý mà thầy cho ghi là phải thuộc hết. Ok. Thứ hai là mùi dứa. Mùi dứa là etin propi onat hoặc etin butirat. Etin propi onat hoặc etin butirat. Ok chưa? Đó là mùi dứa nhá. Mùi táo. Mùi táo. Mùi táo. Ví dụ như là etin isovalerat.
etin, iso, valerat là mùi táo. Mùi hoa nhài. Mùi hoa nhài là benzin, acetat. Đúng không ạ? Và cuối cùng là mùi hoa hồng. Mùi hoa hồng là geranin, acetat. Ok chưa? Đấy. Thì trên đây là tất cả những cái mùi của este mà chúng ta cần phải nhớ. Bắt buộc phải nhớ nhá. Không trốn đi một tẹo nào. Đấy, thì các em cần phải nắm được những cái phần kiến thức lý thuyết này để mà chúng ta còn làm bài tập. Ok không? À, trên đây là thầy vừa hướng dẫn cho hết toàn bộ phần 1 La Mã định nghĩa đồng đẳng đồng phân danh pháp, và phần 2 La Mã là về